Xin chào các bạn, hôm nay anh em tôi đang trên cái đường đi ra quay video ở tại khu vực thành phố Cần Thơ. Thì chúng tôi sẽ đưa mọi người đi tham quan cái chợ nổi Cái Răng, một trong những cái chợ nổi lớn nhất ở tại khu vực miền Tây, và nó là cái văn hóa đặc sắc ở tại khu vực vùng biển này. Và bây giờ là đang là 5 giờ sáng, bây giờ chúng ta sẽ cùng các đoàn du lịch đi ra khu vực chợ nổi để tham quan những cái đặc sản trái cây. Cũng bây giờ đang là 5 giờ sáng này, rất là đông, rất là nhiều những cái tour du lịch đi tham quan khu vực chợ nổi này. Chợ nổi này chỉ hoạt động mà từ 5 giờ sáng rồi đến 8 giờ sáng. Tôi cũng lần đầu tiên đi, và hôm qua tôi mua vé ở đây. Nó thuê một cái bác lái cano. Bác nãy em gọi cho bác đúng không? Vâng. Không gì. Đúng rồi. Đây à, đi ghe này à? Rất là tấp nập đấy bà con. 5 giờ sáng nha. Ở tại khu vực bến cầu tàu bến Ninh Kiều. Mão phao. Hãy cảm ơn anh mặc trước đây. Tôi mặc áo phao vào bởi vì cái chặng đường di chuyển rất là xa để đảm bảo cho an toàn. Đi này à? Rất là đông mà. Ở khung cảnh cực kỳ là tấp nập. Hàng ngàn du khách đang đổ về bến cầu tàu để chuẩn bị trên đường ra khu vực chợ nổi. Từ đây chúng ta di chuyển ra khu vực chợ nổi, nó cách khoảng độ 4-5 cây số theo đường sông nha bà con. Đây là sông, này là sông Hậu bác nhỉ? Sông này là sông Hậu nhỉ? Sông Mekong. Dạ. Rất là đông này. Đây đa phần là du khách miền Trung và miền Bắc, tôi nghe thấy rộng Hà Nội rất là nhiều. Ở đây thì tùy cái giá cả, chúng ta thuê những cái ghe như thế này từ mức 400 ngàn một ghe đến những cái ghe mà có máy che như kia khoảng độ 1,5 triệu, 2 triệu đi từ khách đoàn nha bà con. Chúng tôi đặt một cái ghe như thế này. Hôm qua tôi đặt với cái mức giá là đi 400 ngàn hai anh em này. Và bác lái ghe đang chèo thuyền để đi ra khu vực sông, bắt đầu sẽ nổ máy. Đây, cái ghe lớn này, ghe này là ghe khách đoàn 12 người. Buổi sáng chúng ta có thể là lên trên này uống cà phê. Đó, ở tại cái du thuyền như này, ngồi ăn sáng uống cà phê này. 80 cho đến 100 ngàn nha, một ly cà phê. Hoặc là những cái tùy những cái đồ nước uống, nhưng mà menu giá trị chung ở khu vực này là như vậy. Tối hôm qua chúng tôi đi ra khu vực phố đi bộ này, nhưng mà do trời mưa nên du khách rất là thưa thớt. Với thứ hai nữa, nó cũng không phải là rơi vào ngày cuối tuần, nhưng ngày nay và ngày mai rất là đông này. Hôm qua tôi nhậu ngay đằng sau cái khu vực chợ đêm này. Và chúng ta ở thì ở khu vực cái khách sạn Hương Thủy 2 sao, 400k trên một phòng đơn, giá rất là hợp lý và sạch sẽ nha, đi lại thuận tiện. Ở ngay đằng sau khu vực chợ đêm này, may mình vào sớm nên mình còn đậu được, đúng không? Bây giờ mà đi vào cũng kẹt này. Bác lái tàu ở đây lâu chưa bác? Bác lái ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Dạ. Cái này mình có... Vâng. Cái này mình có phải được cấp bằng không bác? Năm rưỡi cấp bằng. Dạ. Wow. Rất là đông.
Hôm nay hành trình chúng tôi sẽ đi đến các địa điểm là khu đô thị Stella, khu đô thị Hưng Phú, khu đô thị Nam Long và một cái dự án treo ở khu vực Thới Lai. Tối hôm qua tôi cũng có kịp dành ra nửa tiếng bắt đầu nghiên cứu về cái hành trình cũng như những cái hồ sơ pháp lý của những cái dự án đó. Trong buổi sáng hôm nay cho đến buổi chiều tôi sẽ đi tổng cộng tham quan 4 cái dự án. Hết 4 dự án thì tôi sẽ quay về thành phố bến xe trung tâm Cần Thơ để bắt xe về Hồ Chí Minh. Cho là kết thúc hành trình khoảng độ 9 giờ tối. Từ đây về đến thành phố Hồ Chí Minh mất khoảng độ 4 tiếng rưỡi. Bây giờ có cao tốc rồi nên là đi lại rất là thuận tiện. Bây giờ tôi bắt đầu di chuyển bằng xuồng máy nha. Đó, đây khu vực sông Mekong này. Sông rất là lớn đấy bà con. Ở đây có những cái đoàn khách đi theo tour. Còn chúng tôi là đi tour tự túc cho nên không có hướng dẫn viên du lịch nha. Nhưng mà wow, rất là đẹp. Đúng là về đến Cần Thơ, chúng ta không đi chợ đêm, không đi chợ nổi cái răng, hay là chúng ta đi về những cái khu vực vườn trái cây miệt vườn, hoặc là đi rồi vào những cái khu vực cù lao xanh, những cái cù lao nằm ở trên khu vực dòng sông Mekong này rất là lớn này. Đó, hai bên du khách ở hai bên bờ sông đang đi rất là tấp nập này. Cực kỳ đông. Tí nữa chúng ta sẽ đi qua khu vực cầu Cần Thơ nha. Cầu Cần Thơ thì cách đây 15 năm về trước, khoảng 15 năm cũng xảy ra cái vụ tai nạn rất là thương tâm, làm chết đến hơn 60 người. Rất là đẹp. Cái chợ này, chợ nổi Cái Răng thì có cái lịch sử truyền thống cả vài trăm năm rồi và bắt đầu hoạt động từ nửa đêm về sáng, tức là khoảng độ sau 12 giờ cho đến khoảng độ 7-8 giờ sáng nha. Đặc sản bán tại chợ nổi thì rất là đa dạng các mặt hàng, hồ rau, củ quả. Đây là một cái đoàn tour khách du lịch của khách tour. Khu vực chợ nổi này nó nằm ở vùng kết giao giữa ba con sông lớn. Đó, tất cả trái cây ở các vùng miền ở tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực trước mặt chúng ta đây là khu vực chợ cá nha. Cầu tàu và cảng cá. Chỗ này thì là bán tất cả các loại mặt hàng cá, về cá sông cũng như là cá biển đây rất là nhiều này. Các tàu đánh bắt cá tập kết vào đây để chuyển hải sản cá lên trên khu vực chợ đầu mối trung tâm để cho các tiểu thương sẽ phân phối đi các cửa hàng cũng như những cái chợ lẻ. Hiện tại thì mức thủy triều đang bắt đầu rút nha bà con, mức nước đang bắt đầu rút. Trước mặt chúng ta kia chuẩn bị chúng ta đến cái khu vực đầu địa phận của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ thì nó có 5 cái đơn vị hành chính cấp các quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Thốt Nốt, rồi thêm hai cái quận gì tôi không nhớ tên, quận Ô Môn. Đó, ở mặt khu vực này là một cái dự án quy mô 1.600 hecta nhà khu đô thị Hưng Phú 1. Tí nữa buổi sáng tôi sẽ đưa bà con đến ghé thăm cái khu đô thị dự án này, nó bị vỡ quy hoạch và nó bị treo rất là lâu rồi. Đây là văn hóa sông nước miệt vườn, nước thủy triều hiện tại đang xuống. Vào mùa nước nổi mùa tháng 10, tháng 11, con nước thì khi mà ở trên đầu nguồn, thượng nguồn sông Mekong đổ về nước, nó mang theo rất là nhiều phù sa cũng như là các nguồn lợi từ thủy hải sản, các loại cá, rất là nhiều các loại cá sẽ đi theo nguồn nước từ đầu nguồn sông Mekong chảy về, mang lại cho bà con những cái nguồn lợi về thủy hải sản cũng như là mang phù sa bồi đắp cho các khu vực hai cái lưu vực con sông Mekong này nha, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đúng là chúng ta di chuyển về mỗi một vùng miền thì sẽ có một cái đặc trưng văn hóa riêng, riêng những cái vùng miền sông nước, sông Mekong thì chúng ta sẽ đến với khu vực những cái khu
khu Lao Xanh, những cái khu chợ nổi trên sông. Đấy, tàu bè đi lại rất là tấp nập này. Dạ. Rất là đẹp này. Đấy. Ở hiện tại những con tàu to nó đi, cano, những cái tàu to đi nó làm cho sóng rất là lớn này. Nhưng mà chúng ta ngồi không quen thì rất là sợ. Đó, bắt đầu chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình đi đến khu vực chợ nổi. Bà con nào nếu mà đi du lịch ở tại khu vực Cần Thơ, chúng ta đi ghé thêm tham quan những cái khu vực Cù Lao Xanh ở những cái cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng độ 5-6 cây số nha, đi bằng đường sông, dùng sử dụng những cái đặc sản, cái bún mắm hoặc là những cái lẩu mắm ở tại khu vực địa phương ở đây, lẩu cá thác lác cũng rất là ngon. Hôm qua tôi cũng đã dùng thử, giá cũng không có nói quá cao. Ở đây những cái tàu người ta chở, tàu này là người ta chở trái cây. Đó. Sông Mekong rất là lớn này. Chỗ này nó lớn ngang bằng cái sông khu vực sông, những cái đoạn to nhất ở khu vực sông Sài Gòn, những cái sông Hồng nha. Thành phố Cần Thơ nó là một cái địa giới hành chính lớn nhất ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngày xưa nó thủ phủ, tên gọi cũ nó là Tây Đô, tức là thủ phủ của cái khu vực trung tâm hành chính miền Tây này. Nó đóng góp vào cái GDP cho cả nước khoảng độ 5% nha, 5% GDP. Tất cả những cái vấn đề về y tế, về giáo dục, về văn hóa, cũng như là những cái trung tâm triển lãm, hội nghị triển lãm ở tại khu vực thành phố Cần Thơ này thì nó phục vụ cho 9 tỉnh miền Tây, với quần miền Tây quy mô dân số lên 25 triệu dân, một cái vùng đồng bằng sông nước, đóng góp vào cái trữ lượng xuất khẩu gạo lớn nhất, lớn thứ hai thế giới nha. Và bây giờ đang khoảng 5:30 sáng nha, trời bắt đầu sáng rồi. Rất là đẹp. Chúng tôi tưởng là không đông, nhưng mà lại đông không tưởng. Vâng, thưa các bạn, sau khoảng độ 40 phút di chuyển thì hiện tại chúng tôi đã có mặt tại khu vực điểm đầu của chợ nổi Cái Răng này. Qua cái cầu này bắt đầu là khu vực chợ nổi này. Rất là nhiều những cái ghe nhỏ người ta chở trái cây, các loại đặc sản ở miền Tây, sông nước này, người ta cập vào ghe để bán cho các du khách, nhìn rất là hay. Đó, họ đang bắt đầu bán hàng cho du khách này. Ở hai bên bờ sông, ở đoạn trên này, khu vực quận Cái Răng, tôi thấy cộng đồng người Hoa rất là đông nha. Những người đến từ khu vực Triều Châu, Quảng Đông, rồi một phần của khu vực Quảng Tây. Ngày trước chắc là do chiến tranh nhà Minh với nhà Thanh, cho nên những cộng đồng người Hán này, theo nhà Minh, họ đã di chuyển xuống phương Nam và định cư ở khu vực này này. Wow, xoài này, xoài và cam đang bắt đầu bán lại cho du khách ở khu vực này rất là đông. Cái quả xoài rất là bự. Đó, khách đoàn đó, những cái đoàn du lịch đi theo tour, có công ty tổ chức sự kiện đưa đi và hướng dẫn, cứ đoàn là 10, 15, 20 người một, rất là đông. Ở bên khu vực Cần Thơ này thì nó là trung tâm của các tỉnh miền Tây, những khu vực ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, khu vực thành phố Long Xuyên, một Châu Đốc, các tỉnh Kiên Giang, An Giang, người ta di chuyển hàng hóa về đây để tiêu thụ cho các tỉnh, người dân địa phương ở khu vực này, hoặc là người ta sẽ làm cái trạm trung chuyển để chuyển tới khu vực Sài Gòn nhé. Ở bên tay trái rồi là cái khu vực chợ Cái Răng, chợ truyền thống rất là lớn này.
thấy những người dân người ta bắt đầu đi đánh bắt cá, bắt đầu đi đánh bắt cá về, rất là đẹp, mang đặc trưng của mùa sông nước miệt vườn. Nếu chúng ta đi về miền Tây, đi Cần Thơ mà không đến tham quan cái khu vực chợ nổi, đó là cái điều rất là đáng tiếc. Cái trải nghiệm đi trên sông nó khác so với chúng ta đi di chuyển bằng xe hơi và xe máy ở trên đất trên bờ nha. Hai bên đường bờ này cũng tôi thấy rất là nhiều nhà yến, rất là nhiều họ đã xây nhà lên nuôi yến nha. Ở những cái thuyền nhỏ nhỏ như kia, nếu mà chúng ta đi không quen chúng ta rất là dễ bị say sóng hoặc là chúng ta sợ mình sẽ bị úp đó, nước đánh nhá. Bắt đầu đến những cái điểm mua bán trên sông, kia là những cái thuyền du khách đưa du khách ghé vào những cái khu vực bán trái cây và bán đồ ở trên bờ này thôi, sóng này. Nếu mà chúng ta đi không quen rất là sợ. Không biết là người ta bán ít như vậy người ta có lời không. Cái này là mua bán trên sông luôn, tất cả mọi việc mua bán sẽ diễn ra trên sông, và những cái thương lái ở đây thì người ta có phải đóng thuế nha, và có phải đóng điểm thuê mặt bằng ở trên sông này luôn cho ban quản lý chợ. Muốn hoạt động ở trên chợ này thì chúng ta phải đăng ký với ban quản lý chợ và phải tuân thủ những cái điều kiện về an toàn giao thông đường thủy. Cái vấn đề an toàn giao thông đường thủy đó, cái tính mạng của con người được đặt lên hàng đầu nhá. Đây, tí nữa tôi sẽ mua một ít trái cây để mang về Sài Gòn để làm quà này. Rất là nhiều những măng cụt, xoài, sầu riêng, chum chum, bơ. Không biết giá có rẻ không. Ồ, đây có cả hàng ăn ở trên sông luôn. Bán những cái gì hả chú? Hả? Rồi, là bán cái gì đấy? Tí nữa mình lên kia ăn sáng uống cà phê luôn nha chú. Tí nữa. Đi chợ xong tí nữa mình quay lại. Vâng, vậy thì vào đầu trong đi. Bác ấy vừa chia sẻ một cái điểm mà tôi chưa được biết đến, đó là tất cả những cái ghe như thế này, tức là treo cái gì thì sẽ bán cái đó nha bà con. Vâng. Ở đây là những cái ghe này, cái ghe treo củ sắn thì sẽ bán sắn nha. Treo cái gì bán cái đó, đó là cái ký hiệu của cái tàu như thế này, rất buồn cười luôn. Đây này, những cái tàu treo bán củ mì hoặc là bán chum chum thì trên đầu ghe sẽ treo lên. Đó, trên chốc ghe thì sẽ treo lên những cái trái cây. Đây, và đây là ghe này bán dừa thì sẽ treo dừa này. Dừa dứa. Đó. Rất là vui. Ở đây thì những cái chủ tàu như thế này họ sinh sống cả gia đình ở trên tàu luôn nha bà con. Rất ít khi họ lên bờ. Họ làm cái nghề có thể đánh bắt cá hoặc là buôn bán củ môn này. Đó. Bán môn thì sẽ treo khoai môn. Nhìn rất là vui. Bán trái cây, bán rau. Đó, bán rau thì bán sẽ treo rau, bán dứa thì sẽ treo dứa này. Đây, dứa này. Trái cây này thì cũng đa phần là tại trái cây tại khu vực miền Tây địa phương này luôn nha. Người ta thu hoạch xong thì người ta sẽ mua lại của các chủ vườn, rồi thu hoạch xong thì sẽ đi bằng đường sông đưa xuống đây để bán. Ở đây là cái khu vực ngày hội du lịch này đang có tổ chức cái sự kiện hội trợ triển lãm ở trên bờ, rất là vui. Hiện tại thủy triều nước đang rút nha. Và dưa hấu à, rất là nhiều các mặt hàng bán bày bán ở tại khu vực chợ nổi này. Tí nữa chúng tôi sẽ ghé vào cái điểm đầu của chợ kia, chỗ rất là tấp nập để ăn sáng cà phê luôn.
mua bán trực tiếp trên sông luôn. Ở đây thì hàng hóa người ta không có niêm yết giá nha, tất cả không niêm yết giá. Đây, người ta sinh sống ở tại ghe này, tất cả mọi sinh hoạt thì sẽ thực hiện ở trên cái ghe như thế này, nó được khoảng độ 15-17 mét vuông nha. Rồi người ta bán củ sắn này, đó. Nhìn rất là đã luôn. Khoai, khoai lang. Đây này thì bán khoai lang. Tàu bè đi lại rất là tấp nập. Dưa hấu này. Tí nữa tôi sẽ mua một quả sầu riêng và một ít quả thốt nốt về làm quà. Đó là những cái đặc trưng ở tại miền sông nước như thế này, chứ trên Sài Gòn cũng không thiếu. Mua để thưởng thức đây. Đây tàu bán rau củ quả này. Quán ăn chợ nổi bán hành. Hành thầy rất là nhiều rồi. Hoa. Wow. Cái chợ này phải bán nước này. Chợ bán nước. Bán dừa. Dừa dứa. Dừa dứa thì uống rất là thơm. Xoài này. Đó, ôi. Nhìn cái cô này cô ấy kéo một cái mục, một cái thuyền nhỏ nhỏ. Đó. Ăn uống như đây luôn. Vâng. Ở đây người ta bắt đầu ăn uống ở trên sông này. Rất là đẹp nha. Cực kỳ là tầm sầm uất và tấp nập. Cái khung cảnh mua bán tôi chưa được được từng thấy bao giờ, mà ngày trước là chỉ thấy trên TV thôi. Giá bất động sản là tại hai khu vực chợ cái chợ nổi Cái Răng ở trên bờ nha. Theo cập nhật những cái lô ở ven sông cũng là mức giá có đất có thổ cư ở mức 70-80 triệu một mét vuông. Còn nhận cái khu vực đường nội bộ cũng rất là rẻ, chỉ 35-40 triệu một mét thôi nha. Cái chợ nổi này nó chỉ kéo dài hoạt động từ 1 giờ sáng cho đến 8 giờ sáng và nó mở tất cả các ngày trong tuần. Nó có điểm đầu tại khu vực cầu Cái Răng, trải dài khoảng độ 1 km nha. Đây, cái cảnh bán hồ tiếu trên sông này. Rất là vui. Ăn muốn. À, chú ơi, tí nữa mình lên bờ uống cà phê trên kia. Ăn bún riêu. Tôi sẽ ăn mà. Cà phê. Vâng, cho. Hả? 3 ly cà phê đá. Cho em 3 tô bún riêu chị. Chú ăn bún riêu luôn nha. Rất là vui. À. Chị ơi. Cô ơi, chị. Mình bán này lâu chưa? Hả? Mà chị múc này không sợ đổ à? Quen này. Chị bán này bao nhiêu năm rồi? 7-8 năm rồi. Vậy là sắp về hưu rồi. Còn trẻ à? Không còn trẻ thì mình về hưu để cho lớp trẻ khác nó lên chứ. Bốn mấy tuổi? Chứ mình bán hàng ở đây mình có phải thuê mặt bằng không? Có gì nữa, chị nói em hàng qua luôn. Hả? Có. Mặt bằng không? Ở dắt vào khe này không có đổ đó. Đây đúng không? Ở đây mà không để không cẩn thận là đổ. À, người ta sản xuất được những cái này hay không? Bao nhiêu tiền này chị? 40. Bao nhiêu? 35 ngàn. 35 ngàn 3 ly cà phê bà con. Đó, người ta bán trái cây. Tất cả các thứ là trên này đầy đủ hết nha. Như một cái cửa hàng di động ở trên sông vậy. Nhìn rất là hay. Đây là tô bún riêu. Một tô không hành nhé chị ơi.
Không không được được được. Được được. Không không không. Thằng này nó như phụ nữ mà nó ngon. Xoài bao tiền một ký chú? Bốn. Xoài này xoài gì đây? Xoài này là nước nào đấy? Hậu Giang. Bao nhiêu? Xoài này bao nhiêu tiền một ký ạ? Chị ơi hết bao nhiêu tiền đấy em gửi? Này này chị ơi. Đồ cho xem này. Xoài, xoài này là xoài hồng cát à? Hồng cát hồng. Xoài này có phải xoài Trung Quốc không? Lấy sáu trái đi. Không không, tôi lấy hai trái thôi. Lấy 100 ngàn tôi nghiệp chú đi. Vâng vâng vâng. Đây chưa ấy một cái tiền này. Lại chôm chôm nữa. Thế chú bán hết cho cháu cái thuyền này luôn. Ôi ơi, chôm chôm to à. Chôm chôm này ở đâu đây cô? Chôm chôm ở đây, mình ở đây. Rồi lấy chùm chùm chôm nha. Lấy chùm chôm ơi. Chôm chôm. Chôm chôm rất là ngọt luôn bà con. Này, ông caramel này. Ông caramel đây, đưa máy qua đây. Cô bán hết cho cháu cái ghe luôn cho mang về Sài Gòn. Cô có bán hết cho cháu cái ghe đấy không? Cháu mua cả ghe luôn. Bao nhiêu tiền cả cái ghe đấy? Đây là ông cameraman của anh em chúng tôi này. Bắt đầu chúng tôi ăn sáng nha, mời bà con nha. Ăn đi, em ăn đi. Cô chạy ghe này bao nhiêu năm rồi? Chục năm rồi. Mà cô có phải thi bằng không? Bao nhiêu tiền thế nhỉ? 120 với 160. 120, 160 là 208. Thôi. Ok ok. Hả? Đâu nhỉ? Mua mấy trái cây về làm quà. Này em, cầm lấy máy. Thôi không cầm được. Đây. Cho gửi này. Không có, khổ quá, 208. Để cho con trả bún riêu. Cô ơi, cô chạy cái này có phải thi bằng không? Hả? À? Nhưng mà có bao giờ bị ấy không? Chị ơi. Em gửi tiền. Chị bán mấy giờ nghỉ? Hả? Mấy? 90 giờ nghỉ à? Ăn sáng, uống cà phê, mua đồ ăn tại trên sông luôn, rất là vui nha bà con. Mời bà con ăn sáng nha. Đây là bún riêu này. Cái gì nhỉ? Chỗ này là đi 45 ngàn một tô bà con. 45 ngàn. Tôi không ăn được ớt. Tô bún riêu đầy đủ hết mà không bị đỏ luôn. Mời bà con ăn sáng nha. Wow. Ngồi ăn sáng trên sông cũng một cái cảm giác không quen thì sẽ bị đỏ. Đây bỏ đại đây đi chứ không có bỏ xuống sông được. Một tô bún riêu nhìn rất là hấp dẫn. Cô tôi ăn thử đi, không biết có ngọt quá. Đúng là cua luôn. Cua này là cua thật chứ không phải là quá đậu bà con. Không có quá ngọt. Đây, bắt đầu là người ta ghé đến khu vực này rất là tấp nập ở đằng sau kìa. Trên chợ trên sông này tôi không thấy khách Hà Nội rồi. Có khách Hà Nội. Quá ngon. Không thấy khách nước ngoài mà toàn là khách khu vực miền Bắc.
ngon, không có người ta không bỏ được. Trên này chị bán được 6-7 năm trên sông rồi. Đây, số lượng tô này một buổi sáng họ có thể bán được 2-300 tô nha. Đấy, du khách người ta ăn trực tiếp ở trên đây luôn, ăn uống cà phê trên đây luôn. Đó. Giá cả thì cũng phải chăng thôi. Vâng, cảm ơn. Không ăn à? Không quen à? Này kén ăn thế nhỉ? Rất là vui nhỉ? Đấy, đúng là cảnh miền Tây sông nước miệt vườn. À, tất cả mọi người từ trên bờ dẫn nhau xuống cái thuyền, sau đó là đến một địa điểm nhất định đã định trước, rồi mua bán, ăn uống trên sông luôn này, rất là vui. Hôm nay là thứ bảy, sáng thứ bảy đã đông như thế này rồi, nhưng mà nếu mà ngày mai nó còn đông hơn. Ngày mai chủ nhật thì lượng du khách đến đây tham quan mua sắm. Vâng, đi vào bè đi, mình đi về bè để chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi mua tham quan cái khu vực nhà bè, như đi mua thêm những cái đặc sản là tại khu vực miền Tây sống nước này. Bây giờ đang là 6:30 sáng nha. Đó. Tất cả mọi hoạt động sẽ hoạt động trên sông. Ở đây có cả quầy thu ngân ở trên tại rất là nhiều những cái đặc sản mắm me, không phải cá này, 500 một ký cá lóc xoài này. Khi chúng ta mà lên bờ thì nhân viên của tàu sẽ dán vào những cái mã số tàu để chúng ta khỏi bị lạc. Cá lưỡi trâu, mắm ruốc. Làm gáo dừa 40.000 một cái đấy, nhìn rất là xinh. Cái này cái gì đấy? Bật bia. Nó người ta tiện đấy, 40.000 một cái. 150.000 cái này để giá tiêu bật bia. Ở khu vực này là khu vực bếp này, rất là rộng. Bếp và khu vực toilet, đấy là xôi mùi. Mắm cá này mà. Nước mắm, bữa cho tôi đã mua nước mắm ở ngoài Phan Thiết rồi, hôm nay không mua thêm cái gì nữa. Rất là đông. Này, bên này toàn là đồ khô. Sẵn khu vực này là khu vực ẩm thực này. Này bán đồ ăn, hủ tiếu nhà bè. Wow. Em ơi, hủ tiếu này làm trên bờ luôn này. Xay gạo và làm luôn trên này này bà con. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Nấu tại đây luôn. Đây này, cái máy này là máy chẻ sắt này. Máy sắt hủ tiếu này. Đó. Rất là nhiều người mua cái hủ tiếu làm ở trên bờ này. Đây cô ơi, đây. Quá nhiều đoàn luôn. Rất là dễ bị lạc. Tôi chú chị mang mã số 244 đi với trung viên thao cho chủ thanh tốn với người tàu tàu chủ tiếu khô. 244 đi với trung viên thao cho chủ thanh tốn với người tàu tàu chủ tiếu khô. Bên này là lò kẹo dừa, mua kẹo dừa cũng được này, kẹo dừa cũng rất là đông, hủ tiếu đồng giá 50k. Không. Nui, các loại nui. Máy này máy nấu cái gì đấy?
cao dừa làm trực tiếp ở đây luôn, nhìn rất là hay luôn. Ở những cái khu vực chợ nổi thanh toán ở đâu vậy em? Dạ. À, cái này thanh toán ở đâu? Cái kia à, chú ăn thử luôn ạ, cái là kẹo vừa dẻo chú. Ăn thử rồi à? Dạ được ạ. Cái này cái gì vậy? Cái kẹo vừa giòn chú, ở đây ạ. Ui dồi. Dạ. Anh em, anh không mua à? Dạ. Anh là về mua nha. Mua hai gói này về làm quà. 50 ngàn này, đồng giá, nhặt cái gì cũng được. Chị ơi, thử không mua được không? Được. Em biết bơi nha, em biết bơi. Không 18. Ôi. Ồ, đây khu vực mắm này. Mắm thì tôi không ăn được. Mắm này ở dưới khu vực chùa Bà tôi đốt rất là nhiều nha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thuyền để di chuyển về, kết thúc cái hành trình đi chợ nổi Cái Răng. May là thứ bảy cuối tuần nên du khách đi tham quan mua sắm rất là đông. Ngày mai còn đông hơn. Cái món làm hủ tiếu trên bè này là đông nhất này, bằng đậu và nước cốt dừa. Cô này cô ấy làm ở đây thâm niên 30 năm rồi. Về cái máy làm hủ tiếu. Đây là cái lò hấp rất là đông. Này bán này bán đặc sản, bán đặc sản hủ tiếu. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên tàu để bắt đầu đi về. Rất là vui. Tôi chưa được thưởng thức những cái có cả máy hút chân không luôn trên này. À, vào vào. Ôi ôi, khép vào là ba đầu kìa. Một trăm ngàn mua làm quà. Chứ trên Sài Gòn nó không thiếu gì đâu. Tôi mua được, bây giờ mình đi về tôi mua được một bịch, một chùm nhãn, một chùm xoài, chùm chôm chôm đó, về làm quà cho mấy đứa em ở nhà. Bây giờ chúng ta sẽ lại mặc áo vào, bắt đầu cái hành trình đi di chuyển về khu vực bến cầu tàu, bến Ninh Kiều. Kết thúc cái phiên đi chợ nổi Cái Răng, ăn sáng, uống cà phê, đi tham quan, mua trái cây, rất là vui.
Và bây giờ tôi xin kết thúc cái video ở đây. Cái video đưa mọi người đến tham quan cái khu vực chợ nổi Cái Răng. Nó tọa lạc tại khu vực quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Xin được kết thúc tại đây nha. Xin cảm ơn quý vị các bạn nha. Xin chào.